Tôi xin đến chào quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của biệt thự không người ở Đà Lạt ở tập 1 chúng ta đã thấy à, cặp đôi vợ chồng à, Đạt Lê đã lên trên Đà Lạt để chuẩn bị à, cho một chuyến đi chơi cũng như là chụp ảnh cho cái đám cưới sắp tới mọi thứ đáng lẽ ra rất hạnh phúc cho đến khi họ vào căn biệt thự à, này ở à, cái chủ đề về những cái ngôi nhà ma những cái biệt thự ma ám ở Đà Lạt thì đã có rất nhiều câu chuyện và rất nhiều người viết nhưng ở đây đằng sau cái câu chuyện này thì còn một câu chuyện khác rất là bí ẩn à, đã được hé mở những cái chi tiết đầu tiên đây là một cái cách viết rất là độc đáo của tác giả nguyễn hữu đăng và mọi thứ sẽ dần dần được gợi mở ở những tập tiếp theo này chúng ta sẽ cùng theo dõi để tương tác trực tiếp với tác giả nguyễn hữu đăng và đọc tác phẩm khác của hữu đăng các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video chia sẻ các tác phẩm của Hữu Đang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện là trước khi lên Đà Lạt, Minh Khánh là bạn thân của hai người thời đại học, đã có hứa rằng khi nào chụp ảnh sẽ lên phụ giúp một phần. Dù công việc không có gì nặng nhọc, nhưng có thêm người cũng đỡ phần nào, lại thêm vui vẻ. Chị Khánh vẫn cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại chuyện này với chị Lê, mỗi khi nhắn tin hay gọi điện thoại. Cả ba đã lên lịch trình tỉ mỉ, vậy mà chị Lê lại quên đi mất. Có lẽ việc hôm qua xảy ra làm cho chị còn chưa hoàn hồn nó giống như là một cơn ác mộng ập đến làm mất đi một phần tâm trí của người con gái chân yếu tay mềm như chị chị lê vội vàng kéo ghế đứng dậy nhanh chóng đi ra mở cửa đón cô bạn của mình cánh cửa chính vừa được chị mở ra thì bên ngoài đã ong ỏng tiếng của chị khánh à cô dâu tương lai đây rồi ngủ đã chưa đi đường say xe đã mệt rồi mà nghe anh đạt bảo mày có cái chuyện lại còn càng thấy mệt và lo lắng đó nói hết mày hả? nói đi, tao xử đẹp lắm luôn. Chị Khánh mặc một cái áo ấm dày cộm, trên đầu đội mũ len, tóc ngắn ngang vai, nhìn không khác gì như là con thú nhồi bông. Hai tay kéo cái vali lớn, miệng vẫn cứ lên mồm. Đây là tính cách đặc trưng của Khánh, tuy nói hơi nhiều một chút nhưng được cái lại nhiệt tình và tốt bụng lắm. Không sao đâu, là tao mệt một tí thôi. Mày cứ đi vào nhà đi. Chị Lê dắt chị Khánh vào nhà trước. Anh Đạt vẫn đang loay hoay đóng cổng. Rồi khệ nệ bê hai cái vali to tướng ở ngoài sân vào sau. Không biết là chị Khánh đi phụ giúp chụp ảnh cưới hay là đi chuyển nhà mà mang đến tận bốn cái vali đồ đạc lình kình nặng kinh khủng đến mức phải thuê xe chợ kéo thay người. Anh Đạt khệ nệ mãi mới mang được hết vào trong. Vào nhà, chị Khánh không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp cổ kính của ngôi nhà cùng với nội thất được trang trí hài hòa nơi đây. Đẹp thật đấy, rộng ghê. Mà đẹp thì đẹp, mà có mà thì cũng coi như là bỏ đó. Chị Khánh vừa nói, vừa chép miệng, không quên lôi thỏi son màu hồng cánh sen từ trong túi áo, đưa lên mỏ dặm lại lớp son. Còn Nguyên Si chưa bị sứt mẻ miếng nào. Chị Lê vừa nghe đến đây thì khuôn mặt của chị hoảng hốt, tái nhợt, ba chân bốn cẳng chạy lại bịt mồm cô bạn. Khi nghe cố nói oang oang, phạm vào vong linh người chết ở nơi đây. Mày không cần phải giấu tao, thằng Đạt, nó kể cho tao nghe hết rồi. Mày gặp ma phải không? biệt thự ma Đà Lạt thì có tiếng rồi. Mà tao thấy ngôi nhà này cũng thuộc dạng đó đó. Nhà gì mà nằm ở giữa đồi một thân một mình cô độc như vậy. Xung quanh toàn là thông không à, lại còn không có người ở. Trang trí thì nó giống như là trong mấy bộ phim ma tao coi á. Mày thấy cái gì? Mà mày nhìn thất sắc thất thần dữ dợ dạ, vậy? Này, này! Chị Khánh miệng vẫn không ngừng. À, à, tao, tao thấy, thấy, à mà thôi, để tao kể mày sau. Mày đã ăn uống gì chưa? Tí nữa, đi ăn cùng với tao với anh Đạt. Chị Lê vẫn cố tình lẩn tránh câu hỏi, vì không muốn kéo dài câu chuyện này thêm một tí nào nữa. Cứ như vậy tiếp tục, chắc một chút nữa bản thân mình kéo xuống mà nói chuyện luôn thì thôi toi cơm con này mày cứ giấu đợi thằng đạt đón lâu quá tao tặng cái bánh mì ngoài bến xe rồi tao thừa biết là mày yêu bóng viết từ nhỏ hay thấy dăm ba cái thứ bậy bạ nhưng mà bây giờ mày yên tâm có tao ở đây rồi tao sẽ bảo vệ chó cưng của tao không có ai dám động vào mày đâu chị lê nghe vậy thì bật cười sự có mặt của người bản thân khiến cho chị cũng vững lòng hơn nhưng chị lê đâu biết Câu nói đùa của chị Khánh đã động chạm đến những người khuất mày khuất mặt. Họ đang ở trong một góc tối nào đó nghiến răng ken két. Bởi vì họ nên nhớ ma quỷ không phải là thứ đem ra để đùa giỡn. Sau một hồi lên thuyên chán chê, anh Đạt cũng mang hành lý đặt vào phòng ngủ. Hướng dẫn sơ sơ cho chị Khánh về ngôi nhà, về bếp núc, về phòng tắm, sân vườn. Lúc ra sau hồ bơi, chị Khánh vẫn còn không quên hỏi anh Đạt. Em ơi, cái mả của bà đó nằm chỗ nào vậy? Mà chỉ tao coi. Cái con bé lầy lội này vẫn không quên chuyện ấy. Còn hỏi tới hỏi lôi. Cái miệng giàu giàu, đầu ngó nghiêng ngó dọc. Giáo rác tìm ngôi mộ. Thôi, một đứa đã mệt quá rồi. Giờ lại còn cộng thêm mày nữa. Anh Đạt giơ tay lên. Này, thôi, không chửi thôi. Chị Khánh vừa nói, vừa lấy tay kéo cái quần lên đến vú ý nói anh đạt ngon thì nhào vô tao mệt mày quá rồi tao không có sức để ăn thua mày đâu anh đạt xua tay đầu hàng này thế có đi cùng cùng với tao với con lê ra tiệm chụp ảnh cưới không đi tao gọi taxi sau khi trò chuyện vài câu chán chê dù tranh luận ép buộc chị khánh đi chung nhưng không được vợ chồng nhà đạt lê lên xe máy qua bên đó bởi cũng sắp trễ giờ hẹn đồ đạc xong xuôi anh đạt dắt xe ra khỏi cổng đèo chị lê đến chỗ hẹn chị khánh đứng lại nhìn hai người cứ đi xa dần xa dần tâm trí vẩn vơ không biết bao giờ mới đến lượt mình đi chụp ảnh cưới cánh cổng sắt khẽ khép lại chị khánh long rong bước vào trong nhà nhìn từ xa ngôi biệt thự giống như là một cái đầu người khổng lồ đang há cái miệng đen ngòm ngòm ra nhốt chửng lấy bóng dáng của khánh vậy chị khánh vào phòng kiểm tra hành lý xem có thất lạc gì không lấy vài bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm cả đêm ngồi trên xe khách khiến cơ thể của chị bây giờ đầy bụi bẩn, mồ hôi riêng rít. Đây là cảm giác mà chị cực kỳ ghét, thế nên khao khát duy nhất của chị vào lúc này là được tắm. Đứng trước vòi hoa sen để xối nước trôi hết đi những bụi bặm thì còn gì bằng. Chị với tay ấn cái công tắc, ánh sáng vàng vàng từ cái bóng sợi đốt hất lên trên trần nhà. Nhà tắm rất lớn, được lát mạch gạch men nhám màu trắng. Từ cửa bước vào bên trái là bồn tắm, đối diện là cái vòi hoa sen. Còn bên phải là cái gương lớn được đính chặt trên tường, một cái gương to tròn có viền lục bảo. Có bồn tắm kìa. À? Ê, đúng là biệt thự có khác. Mà tiếc ghê, giờ cũng đã trễ rồi. Thôi thì tắm sen vậy. Tối mình ngâm thư giãn sau chị khánh đưa tay vặn cái van nước bằng đồng rỉ xét vòi nước ấm phun ra từ cái vòi sen ướt đẫm cả mái tóc nước ấm như rửa trôi đi mồ hôi mặn chát trên cơ thể chị khánh cứ như là được mát xa nhẹ nhàng bởi bàn tay mơn trớn bánh xà phòng lăn đều trên làn da căng mộng ướt át vòi sen được chị vặn nhỏ lại nước chảy róc rách chị khánh vừa tắm vừa nghêu ngao những câu hát quen thuộc là bài hát quen thuộc cũng là thói quen độc hại đi karaoke thì chả bao giờ chịu hát nhưng mỗi một lần đi tắm thì tâm hồn ca sĩ kèm theo cái chất giọng hủy diệt của chị lại vang lên chị khánh cứ mải mê tắm vẫn hét lên như thế bỗng nhiên bánh xà phòng từ trên tay rơi xuống nền nhà chị dừng hát cúi xuống nhặt lúc chị cúi xuống thì nhận ra sự bất thường. Bởi vì ngoài cái bóng của chị được in trên nền nhà, chị còn mơ hồ thấy một cái bóng khác mở nhạt ngay đằng sau lưng chị. Như vậy là có ai đó đang đứng ở đây. Chị Khánh giật bắn người. Trong nhà bây giờ rõ ràng chỉ có mình mình thì làm gì có ai đứng. Dòng điện chạy xẹt ngang đầu chị nhớ lại lời kể của anh đạt rằng là chị lê đã gặp ma tâm trí của chị lúc này ẩn hiện một suy nghĩ vậy là đằng sau chị có con ma hay là có thằng biến thái nào đang nhìn trộm chị khánh nín thỏ lấy hết can đảm hai tay siết chặt lại quay phát đầu nhìn lại đằng sau lưng ấy thế nhưng chẳng có cái bóng dáng quái gở nào cả chị đưa gương mặt của mình nhìn lên cái gương đã phủ đầy hơi nước tưởng tưởng là ma chứ chị tự nhủ bản thân mình nhìn nhầm bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng đổ vỡ của cái gì đó chị khánh giật mình la lên à, ai ai đấy đáp lại chị chỉ là sự im ắng vắng lặng như tờ ai à, ai ở ngoài đó đó ai đó chị khánh hỏi to ở bên ngoài âm thanh vẫn cứ phát ra lịch cả lịch kịch Có tiếng bước chân Tiếng bước chân nhỏ dần Nhỏ dần Rồi im bặt Chị Khánh vội vàng lấy khăn lau khô cơ thể Mặc đồ sơ sơ Rồi nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm Chị ngoái đầu nhìn ra Hành lang lúc này chẳng có ai cả, chỉ có cái bình đặt ở cửa nhà tắm bị rơi xuống vỡ, mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn nhà. Chị Khánh nhón mũi chân đi trên sàn nhà tránh mảnh sành, bất giác chị nhận ra một điều bất thường là nước, những vệt nước linh láng kéo dài từ cửa nhà tắm đến cuối hành lang dẫn ra ngoài phòng khách. chị nhốt nước bọt khan, rón rén men theo vách tường, đi theo vệt nước xem thử nó dẫn đến đâu. Chị bước đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động, bởi vì chị sợ ai đó ở ngoài nghe thấy. Có thể là trộm cướp, bởi vì ở đây quá đỗi hoang vô, còn chị thì một thân một mình trong căn nhà rộng. Chị nhẹ nhàng bước đi lần theo vệt nước cho đến khi chị đã đứng đằng sau ngay cửa phòng khách đưa mắt nhìn vệt nước dài trên sàn gỗ vệt nước tựa hồ như được thứ gì kéo lê dưới sàn trên những tấm ván của bậc thang lên trên tầng trên của ngôi nhà đây là loại cầu thang gỗ hình xoắn ốc chị khánh bước chậm rãi lên cầu thang đặt tay lên thanh nắm láng bóng chầm chậm hướng mắt nhìn lên trên lầu miệng chị há hốc vì kinh sợ bởi thứ quỷ dị đang diễn ra ngay trước mắt một người phụ nữ đang bước đi trên cầu thang tóc của người đàn bà xỏa dài trên người mặc bộ đồ lụa màu đỏ thân thể mờ mờ như sương như khói theo từng nhịp bước đi của bà ta nước từ trên vạt áo ướt sũng nhỏ giọt tong tỏng tong tỏng xuống dưới nền nhà chị khánh thất kinh tim trong lồng ngực đập lên hồi chị vội lấy tay che miệng chị cố ngăn tiếng hét trong cuống họng bởi vì nếu như bây giờ chị hét lên không may người đàn bà kia phát hiện sự có mặt của chị mà quay lại nhìn có thể giống như trong những bộ phim kinh dị khuôn mặt của chị sẽ nát bét hoặc giống như của người đàn bà kia chỉ còn lại dơ xương chị khánh bước thụt lùi lại mắt vẫn không rời khỏi cầu thang người đàn bà vẫn bước đi một cách chậm rãi khi đến bức mặt thang cuối cùng, bà ta sững lại. Chỉ loáng một cái, người đàn bà biến mất trong bóng tối. Quả thật, đúng như là chị Lê đã nói, ở trong căn nhà này hồn ma xuất hiện ngay cả vào ban ngày. Chị Khánh sợ lắm, cố gắng kìm nén cái cơn sợ ấy để cất bước run rẩy ngồi xuống ghế sofa phòng khách là chị đã thấy ma lần đầu tiên trong cuộc đời chị thấy ma ngay trước mắt ở cầu thang kia bằng chứng xác thực nhất những thứ chị vừa thấy không phải là ảo giác đó là vệt nước vẫn hiện rõ trên ván của sàn nhà hàng loạt những suy nghĩ liên tục hiện lên ở trong đầu làm cho tâm trạng chị khánh rối bời chị vừa lo vừa sợ không biết phải làm gì tiếng chung điện thoại vang lên chị giật nảy người cố định thần lại lắng nghe ở bên trong phòng ngủ là tiếng chuông bên trong đó chị bỏ chạy thục mạng vào chị không còn đủ can đảm để ngoái đầu lại nhìn cầu thang thêm một lần nào nữa chị vơ lộ vội lấy cái điện thoại đang đổ những hồi chuông cuối cùng chị nắm lấy một tia hy vọng để thoát khỏi sự cô độc lạnh lẽo ở đầu dây bên kia một giọng nam trầm ấm cất lên Alo, à, chị Khánh à, em Thịnh mà à, Nhà chị ở địa chỉ... À, ở trên đồi thông đúng không? À dạ vâng, độ khoảng 30 phút nữa em tới Là em trai của Hưng, người yêu cũ của chị Khánh Anh Hưng cũng là bạn thân của anh Đạt và chị Lê Bốn người là bộ tứ từ thời còn đại học Đó là mối tình đầu của chị Khánh Cũng là một câu chuyện buồn Anh Hưng mất trong một vụ tai nạn giao thông Vào đúng ngày sinh nhật của anh một đêm mưa gió bão bùng anh bị một thằng thanh niên say rượu phóng nhanh vượt ẩu đâm phải cướp mất mạng của anh khi vừa tròn 23 ba tuổi năm cuối đại học cái ngày đáng lẽ ra anh phải được chung vui với bạn bè gia đình thì lại trở thành cái sắc không hồn nằm lạnh lẽo bơ vơ bi kịch đó khiến chị thánh khánh đã trầm cảm suy sụp một thời gian dài mất đi người mà chị hết mực yêu thương ngày anh hưng mất thế giới như sụp đổ cho nên bây giờ không biết hoặc là cả đến sau này chị có thể yêu thêm một ai khác nữa không chị khánh sau khi nghe điện thoại của thịnh liền đi thu dọn những mảnh sành của cái bình bởi vì chị không muốn hai người bạn của chị phải lo lắng đặc biệt là chị lê người coi như là chị em thân thiết chị quyết định giấu kiếm việc này Chị Khánh mấy up nhẹ nhẹ Tranh thủ đi thay quần áo Bởi vì hình Thịnh cũng đã đến Lúc bước ra khỏi phòng đi ngang cầu thang Kỳ lạ là vệt nước đã khô cong từ bao giờ Chị Khánh có cảm giác dần dần Chị chấn tĩnh Rồi đi ra mở cổng Thấy Thịnh đã đứng ở đó tự bao giờ Thịnh Em đến lúc nào sao ông gọi chị Ờ, à, Để chị biết còn xuống Chứ sao đứng ở đây nắng nôi Chị Khánh kéo cái vali sành sạch Ở trên nền đá Em mới đến thôi Lâu không gặp Chị tôi đẹp trai gái ghê gạ Thằng Thịnh trên người bận cái áo sơ mi trắng Nắng chiếu lên khương mặt Đang ửng hồng Trông mơ mơ hồ hồ Rất giống người anh trai đã khuất Đôi mắt của chị Khánh đượm buồn Nước mắt vô thức Nhỏ giọt lúc nào không hay Chị Khánh vội vàng lần sang một bên Né tránh Không để cho Thịnh thấy cảm giác yếu đuối của mình Sau bao nhiêu năm Chị nhận ra là chị cũng chưa bao giờ quên được hình ảnh của người yêu cũ. Sau khi khóa cổng, hai chị em đi trên con đường sỏi đá. Đến chỗ điểm hẹn chụp ảnh cưới của Lê và Mai. Hai người tâm sự rất nhiều, chủ yếu là hỏi thăm cuộc sống của nhau. Thịnh đến nơi để lại xe cho chị Khánh mượn vài hôm, tiện đi lại, rồi gọi bạn đến, trở về. Chị Khánh đưa quà từ Sài Gòn lên, gửi cho gia đình bạn trai cũ ngập cả một cái vali to. Đợi khỉnh thịnh đi khuất, chị Khánh đưa lên quẹt quẹt cái mũi còn đang sụt xịt, chỉnh đốn lại trang phục, cố gắng lấy lại sự tươi cười trên khuôn mặt, giảm nỗi buồn tận đáy con tim, rồi bước vào. Hôm nay anh đặt chị Lê sẽ chụp ảnh ở vườn hoa thành phố. Thấy hai người đang tạo dáng, chị Khánh lặng yên. Trong lòng của chị dấy lên biết bao nhiêu là suy nghĩ, chị cảm thấy mùi lòng Chị cũng muốn mình được mặc trên người chiếc váy cưới với anh Hưng. Thế nhưng mong ước ấy bây giờ cũng chẳng thể nào thành hiện thực nữa. Cô nén lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười thật tươi. Chị bước đồng đành lại gần với bộ dáng quen thuộc. Anh Đạt và chị Lê thấy bạn đến, cười tạm nghỉ. Chị Khánh hỏi thăm hai người bạn của mình chụp hình tới đâu. Rồi mọi người lại phụ giúp bạn chuẩn bị váy cưới và tạo dáng hôm ấy họ chuyển địa điểm rất nhiều phải đến sầm tối mới xong một phần nhỏ của bộ ảnh ba người trên đường về tiện ghé qua một quán đồ nướng nói là để ăn mừng vì buổi chụp ảnh cưới diễn ra thuận lợi với lại một phần chào mừng chị khánh đã tới đà lạt trong lúc chị lê đi vào nhà vệ sinh chị khánh kéo anh đạt lại gần thỏ thẻ này này mày biết không hồi nãy tao ở nhà một mình tao gặp cái gì mày có biết không Chị Khánh hai mắt láo liên Giọng điệu nửa úp nửa mở Có chuyện gì thì nói mẹ nó ra đi Có cái gì mà giấu Tao có ở đó đâu mà tao biết Anh Đạt đưa miếng thịt nướng Nhai ngấu nghiến Tụt cả hứng Mày phải tỏ ra ngạc nhiên Rồi mày phải hỏi dồn dập chứ Mày cứ lo ăn không Mày bị bỏ đói hả Chị Khánh gắp một miếng thịt to Để vào trong bát của mình Ý bảo là anh Đạt bớt ăn Nghe kể đã Sao thế mày gặp cái gì gặp ma mày á nói đến thế rồi mà còn không biết anh đạt buông đôi đũa đôi mắt ngơ ngác ngừng cả nhai miếng thịt anh đập tay bồm bộp vào lồng ngực như là bị nghẹn sao, sao? gặp gặp ma á giọng nửa tin nửa ngờ tao nói sợ mày làm gì tao đang tắm tao nghe tiếng đổ vỡ tao đi ra thì thấy con mẹ nó lướt đi trên cầu thang ấy lên trên lầu Trời ơi con mẹ mặc áo đỏ Nhìn kinh bỏ mẹ ra Hèn là tao là con, con bạo gan Chứ con Lê Có khi nó té xỉu Tao chưa gặp Chỉ có Lê gặp thôi Anh Đạt lại cúi xuống Vờ lấy cọng rau sống cho vào mồm nhai Mày chưa gặp Này Thế là mạng mày lớn đó Mày còn chưa bị ghẹo công nhận Sợ thật Tao lên Vô chưa ở được một buổi mà bị nhát rồi Mà ma quỷ gì xuất hiện giữa ban ngày vậy Chị Khánh gật gật đầu Ra vẻ cũng sợ lắm à, Do ăn ở thôi Ăn đi Có chuyện gì đừng kể cho, cho cái Lê đó Không ai em yêu của tao lại sợ Ăn cái đầu mày Ở, ở cái đầu mày đó Tao tu tâm dưỡng tính như vậy mà Tao biết rồi Chuyện mày nói với con Lê làm gì Nó gặp như thế là đủ thứ quái gì rồi Mà Mà sao mày thấy nó gặp như thế Sao không dọn ra ở khách sạn đi Còn lớn lá đêm gì Tụi tao định là trưa nay dọn đi thôi nhưng mày lên Mới lại cả ngày cứ hì hục mệt lắm rồi không kịp Ăn đi Lê ra kìa Anh đặt ra hiệu cho chị Khánh Rằng chị Lê đang đi ra ngoài Hai người lại thay nhau gấp lê lịa Vờ như chẳng có chuyện gì Họ ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ Một cái ghế trống được kéo ra Cả ba ngồi ăn uống trò chuyện Đồi đũa được đặt ngay ngắn trên bàn Như dành cho một vị khách nữa Người ấy là ai Họ không nhắc đến nhưng trong số họ, ai cũng biết. Ấy chính là cái chỗ mà chị Khánh dành cho người ấy, người đã khuất. Thông lũng này cũng là quê hương nơi anh sinh ra. Mặc dù anh không còn, thế nhưng đối với ba người bọn họ, anh Hưng vẫn luôn luôn ở đó, bên cạnh họ, ngay cái ghế trống. Hai chiếc xe máy nối đuôi nhau trên đường về. Về đến nhà trời đã tối sẫm, sương mù đã lành bành ở dưới mặt đất cuồn cuộn lên trước cánh cổng bám lên những cây dây leo như con rắn ở bên trong nhà tối đen như mực khi đi chị khánh quên không mở đèn bây giờ trong ngôi nhà thật bí ẩn và u ám mở công tắc những bóng đèn sáng bừng lên xua tan màn đêm trong phòng khách 10 giờ đêm nay anh đạt sẽ ngủ ở ngoài còn chị lê và chị khánh sẽ ngủ ở bên trong sở dĩ anh đạt không vào những phòng khác bởi vì hầu như tất cả trong căn nhà này đều bám bụi đóng cửa im ỉm cũng chẳng có thời gian mà dọn dẹp anh đạt tranh thủ chờ hai người vô phòng ngủ rồi bật laptop bởi vì dù được nghỉ phép nhưng công việc ở công ty còn nhiều lắm anh đạt viết mấy dòng cốt trên phần mềm một hồi thì chị lê bước ra trên tay là hai cái chăn dày cùng với gối Lỉnh kỉnh đặt lên sofa Em đem cái chi mà nhiều vậy Rồi đến tối lấy đâu mà đắp Anh đặt vòng tay ôm eo của bạn gái Không sao đâu Chăn gối trong tủ nhiều lắm Mang ra tối có anh còn đắp Không lại bệnh Ai lo được Mà này anh đi ngủ sớm đi Làm gì làm để về mình cũng làm được mà Ngủ đi Mai là một ngày mệt mỏi Ờ anh ngủ giờ đó em đi vô ngủ trước đi anh nhớ ngủ sớm nữa chị lê cẩn thận dặn dò rồi bước vào phòng anh đạt nhìn người yêu miệng mỉm cười hạnh phúc lắm anh quay lại bàn tiếp tục công việc bên ngoài trời bỗng nhiên nổi gió ù ù đêm đã về khuya có khi lại sắp mưa khi công việc đã tạm ổn anh đạt nhìn đồng hồ đeo tay kim đã chỉ hai giờ đêm mới đó mà đã hai giờ có lẽ vì anh mải mê công việc đến quên cả thời gian anh đạt vươn vai đứng dậy lắc lắc người sau đỡ mỏi định bụng đánh răng rồi đi ngủ bỗng nhìn anh vảnh tai lên anh lắng nghe có tiếng rồn rập cứ đùng 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 như là tiếng đập cửa phát ra cửa sổ phòng nào trên lầu bị bung Anh Đạt nghĩ thầm Rồi từ từ bước đến cầu thang Bật công tắc tầng trên Anh chậm chậm bước đi để xem Muốn đóng cửa phòng Chứ ổn thế này rồi thì làm sao mà ngủ Anh đi lên cầu thang Anh nhớ lại chuyện chị Khánh kể Lúc chiều Anh ơn ơn Thế nhưng một phần vì căn nhà này đã quá quen thuộc với anh lý do khác là vì anh cũng tò mò muốn biết bên trên có gì người đàn bà kia là ai là dì phượng hay là một ai khác tại sao người đàn bà lại dọa lê và khánh bà ta ghét mọi người quấy rối sự yên nghỉ của bà ta đến như vậy sao từng bước chân đặt lên cầu thang phát ra âm thanh cót ca cót két của những ván gỗ lâu ngày bên ngoài bây giờ đã nổi sấm chớp ầm ầm mây kéo đến trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt ở trên tầng là một dãy hành lang dài bóng đèn trần có vài ba chỗ bị hư chớp tắt tạo ra khung cảnh tranh tối tranh sáng sấm chớp rền vang nhập nhọn từng hồi hắt qua khung cửa sổ phản chiếu bóng của những cành cây khô gãy rụng in lên vách tường cảm giác cứ như là đoàn người đang nhảy múa vặn vẹo anh đạt vẫn cứ xảo bước anh không yếu bóng vía điều kỳ lạ khiến anh thắc mắc không phải là những căn phòng đều được khóa hăng ngoài bằng những cái ổ khóa lớn có lẽ anh hòa sợ mất trộm cho nên khóa cẩn thận là điều hiển nhiên sự đáng nói ở đây là mỗi một cánh cửa còn được dán hai lá bùa chéo nhau trông giống như là dấu niêm phong Tiếng rầm rầm đó vẫn cứ vang lên Anh lắng nghe tiếng động xem phát ra từ đâu Một hồi anh Đạt nhận ra Tiếng đập cửa chính là ở căn phòng cuối cùng của dãy hành lang này Anh bước nhẹ nhàng lên trên sàn nhà Được trải thảm Mỗi một dãy phòng đều được khóa chặt Còn dán bùa cẩn thận Tỏa ra dòng hơi lạnh Cứ như là ở ngăn tủ của nhà xác vậy đèn trần của căn phòng cuối đã hư nhìn căn phòng sâu hun hút vắng lạnh đến rợn người anh đạt không sợ anh vẫn thản nhiên bước tới cho đến khi anh đứng trước căn phòng kỳ lạ ở chỗ chỉ có căn phòng cuối cùng này là không khóa hai lá bùa đã bị rách gió thổi đang bay phất phơ ở một góc nhìn xuống dưới khe cửa bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ đỏ hình ảnh đó khiến cho một người gan dạ như anh đạt cũng phải kinh hãi nuốt nước bọt cái tay nắm cửa được anh đạt vặn từ từ anh đánh liều chậm rãi mở cửa ra bên trong chỉ toàn là một màu đỏ từ những cái bóng đèn cà na chiếu ra ánh sáng lập lờ như máu trên ban thờ được đặt chính giữa phòng nhuộm đỏ rực thì ra đây là phòng thờ Anh Đạt thầm nghĩ Căn phòng bầy biện rất đơn sơ Gồm một cái tủ Và cái giường gỗ đã cũ Không trải chiếu nệm gì Nhìn trống trơ Nhưng thanh vạt giường bám đầy mạng nhện Đặt bên trái của căn phòng Bên phải là cánh cửa sổ Đang bị gió lay Đập rầm rầm liên tục Chính giữa là cái bàn thờ Đã bị mạng nhện phủ kín Nhìn lạnh lẽo heo hút Điều lạ lùng đó là di ảnh của người đã khuất Bị phủ một lớp vải đỏ Trông lại càng thêm kỳ dị Anh Đạt lúc này cũng ơn ớn Anh mau chóng đi đến đóng cánh cửa sổ Rồi xuống nhà Anh biết cho dù bất kể đây là ban thờ của ai Thì nơi đây cũng không nên ở lâu Cánh cửa sổ nhanh chóng được đóng lại Có thể là vì lâu ngày chốt dưới bông ra anh cẩn thận cài cả chốt trên Cây sắt tròn bị anh ấn chặt vào cái lỗ nhỏ Rồi mới yên tâm Quay lưng bước tới cửa phòng Chuẩn bị ra ngoài Bất giác sau lưng anh Vang lên âm thanh Làm anh giật bắn cả mình Anh Đạt quay phát lại Nhìn lên nóc tủ Một con mèo đen đang nằm thủ lù ở đó kêu ngoao ngoao. Đôi mắt đó nhìn anh trừng trừng Ánh mắt cứ phát ra thứ ánh sáng xanh ghê người Đối nghịch lại với ánh đèn cả na màu đỏ Kỳ lạ Sao từ lúc vào anh không có thấy Và nhà thì không hề nuôi mèo Gần đây cũng chẳng có nhà nào Vậy là đây là mèo hoang Leo vào nhà được Là do cánh cửa bung chốt Rồi nó trốn chui lùi trốn lủi ngóc ngách nào đó Bây giờ mới nằm kia mà phè phẫn cái đuôi anh đạt quay vào mở cửa sổ rồi hòng đuổi con mèo ra nó kêu lên một tiếng rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ biến mất trong màn đêm để lại những âm thanh cô liêu ghê rợn điều ma quái là lúc con mèo vụt chạy nó đã vọt lên ban thờ đuôi của nó vụt mạnh vào tấm di ảnh tấm vải đỏ đang phủ trên di ảnh bị rớt xuống hiện ra khuôn mặt của người đã khuất là dì phượng trên ban thờ phủ đầy mạng nhện gương mặt của dì phượng hiện lên trong ánh đèn đỏ đây là tấm ảnh được khắc trên bê mộ anh đạt lạnh sống lưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của dì tựa hồ như đang nhìn chằm chằm ánh mắt của dì vằn lên từng tia máu Dường như trong tấm di ảnh này Còn có cả linh hồn chú ngủ bên trong Anh Đạt giật lùi lại mấy bước Anh nhắm mắt cố lần tránh Ánh mắt đáng sợ kia Chấn tĩnh lại Đi nhanh tới cửa phòng Định đóng cửa vào Thì bất ngờ một tiếng sấm sét chát chúa Vang lên Tìa chớp lóe lên Một tiếng khóc vang lên cùng lúc ấy mọi thứ cứ liên tục là tiếng khóc của một người phụ nữ tiếng khóc thê lương não nề như từ âm tư vọng về lúc trầm lúc bổng lúc ma lúc quái ở trong căn nhà tiếng khóc khiến anh đạt khựng lại tim anh đập lên hồi dù là một người can đảm nhưng ai gặp phải tình cảnh này Thì cho dù là thần kinh thép Cũng chẳng tránh khỏi kinh hãi Anh đã biết đằng sau lưng mình là gì Bởi vì từ khi vào đây Anh đâu có thấy ai đâu Trong nhà chỉ có ba người Hai người kia đã ngủ Người còn lại là anh Vậy thì lấy đâu ra ai ở trên này mà khóc Anh đạt lấy hết can đảm Nốt nước bọt Rồi quay phát lại trợn mắt Nhìn ra đằng sau lưng Thế nhưng cũng chẳng có ai cả mà tiếng khóc vẫn cứ phát ra não nề từng cơn từng cơn căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đến bất thường cơn lạnh từ trong tủy sống từ những đốt xương tỏa ra anh sợ bởi vì trước mặt anh cũng chẳng có ai mà tiếng khóc vẫn cứ tỉ tê vang lên tiếng khóc phát ra từ khoảng không ngay cạnh cái ban thờ đỏ chót chỉ cách anh vài bước chân anh Đạt cũng đã hiểu mình đang gặp phải thứ gì. Là có cái gì đó đang che mắt, khiến anh không thể nhìn thấy mọi sự đang diễn ra. Anh nhớ rằng anh đã từng đọc ở đâu đó trên Internet. Một bài viết cách đây đã lâu là 10 cách để nhìn thấy ma. Khi có cảm giác là ma quỷ đi theo sau, thì đứng dang rộng chân bằng vai, véo mạnh vào hai đầu gói, rồi từ từ cúi xuống nhìn qua hai chân. Thì tự nhiên sẽ thấy điều mình muốn thấy. Anh đạt chậm chậm quay người lại. Ngực anh phập phồng thở, hơi thở khó nhọc, tựa hồ như bị cái gì đó ép chặt. Anh nhắm mắt lại, lấy hết can đảm từ từ xoạc hai chân, rồi cúi đầu xuống. Anh mở mắt nhìn qua hai chân mình, điều anh muốn thấy đang hiện hữu, rõ mồn một ở đằng sau lưng. Trên cái ban thờ gỗ đã bám bụi lâu ngày, tựa như một lớp bụi mịn một người phụ nữ ngồi vắt vẻo buông thõng chân người đàn bà xanh xao như bị rút hết máu hai tay che kín cả mặt mời đầu ngón tay đã bị lột sạch móng lòi ra mảng thịt đen ngòm ngòm tô điểm bởi những con giòi bọ lúc nhúc đang khóc thút thít người đàn bà mặc một cái đầm đỏ như máu tà áo rách bươm phủ lên đôi chân khẳng khiu Điều kinh hoàng hơn là tóc bà ta dài che phủ cả người Tựa hổ như những cái rễ cây Rũ xuống ở trên sàn Rồi có những cả búi tóc Treo ngược lên trên trần Đâm xuyên chéo như cái mạng nhẹ Được dệt bằng tóc người Tiếng khóc vẫn cất lên Ra giết Ai oán Anh đạt sợ Lần đầu tiên trong đời anh gặp ma Đang hiện hữu Ngay đằng sau lưng anh thấy hối hận vì đã lên lầu 2 Đã vào trong căn phòng này Lại còn ngu dốt Hiếu kỳ nhìn qua chân của mình Anh từ từ ngẩng đầu dậy Hàm răng đánh vào nhau cành cạch Anh cố nhấc từng bước Lòng bàn chân nặng trĩu, Tựa như đeo tả Mồ hôi tuôn ra từng giọt lạnh lẽo Đọng ở trên chán Bỗng dừng tiếng khóc im bặt anh đạt nghe có tiếng đổ vỡ đằng sau lưng tiếng lư hương rơi xuống sàn nhà cái lư bằng sứ vỡ tan từng mảnh một miếng sành lớn lăn qua lăn lại dưới chân anh quay mỏng mỏng mấy vòng lắc lư cành cạch chậm rãi nằm im anh đạt chưa kịp cả định thần xem thứ gì ở đằng sau lưng thì tiếng khóc im bặt trong không gian cô tịch cô động lặng lẽ ấy là tiếng cười tiếng cười ma quái lại vang lên những dây thần kinh của anh căng phồng lên anh đạt như muốn sợ chết ngất anh khẽ nhích người quay đầu ngược lại để xem thứ gì đang diễn ra lúc này anh không cần phải nhìn qua chân cũng có thể thấy được thứ đó người đàn bà đang từ từ lướt tới phía anh chân của bà ta cứ lướt là là cách mặt đất càng ngày càng gần Hai tay của bà ta vẫn cứ ôm lên mặt. Anh đạt thất kinh, ý thức của anh bây giờ cũng chẳng còn đủ vững vàng để điều khiển thân thể của anh nữa. Chân của anh như cắm xuống nền nhà. Điều gì đến cũng đến. Con quỷ bây giờ đang đứng hờ hững ở trước mặt anh. Khoảng cách từ khuôn mặt anh đến khuôn mặt của nó chỉ cỡ chừng vài đốt ngón tay. Anh sợ lắm sự mạnh mẽ hàng ngày của anh đã biến mất hoàn toàn. Lúc này trước mặt của anh không còn là người nữa, cũng chẳng phải là ma mà là một con quỷ. Anh ngừng thở, anh sợ đến mức thở không nổi, anh chỉ biết đứng đây chịu trận, anh lặng người không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bên ngoài trời, một tia sét xẹt ngang qua. Thứ đó từ từ đưa bàn tay, mở khuôn mặt của mình ra. Mày xem, tao có đẹp không? Giọng nói phát ra từ cuốn họng của người đàn bà, dít lên trong tiếng sấm. Khuôn mặt của người đàn bà từ từ hiện rõ, ấy chính là dì Phượng nhưng lúc này dì phượng không còn mang hình hài của một con người nữa dì dì, dì phượng dì phượng khuôn mặt xanh lè lè tựa như xác chết lâu ngày từng mảng da trên mặt lợm chởm hiện rõ cả xương gò má miệng của bà ta được khâu lại nhưng kinh hoàng hơn đôi mắt của bà ta không còn thay vào đó là hai cái hốc sâu lúc nhúc dòi bọ những con giỏi béo núc ních như chen chúc ăn cái sắt thối trong hai cái hốc mắt ấy nhảy nhụa mùi hôi thối bốc lên từng khuôn mặt cứ thế mà chiếu lại ánh sáng mờ mờ ảo ảo cùng với mùi tử khí sọc vào mũi anh đạt hét lên một tràng thanh quản của anh như bị xé toạc anh vụt chạy trong vô thức những cái bóng đèn trần vỡ toang theo từng nhịp bước chân của anh rơi loạn xoạng xuống mặt đất anh đạt dùng hết sức bình sinh của mình mà chạy anh chạy thoát khỏi thứ kia đến cầu thang thì chân của anh chới với rồi ngã sóng xoài xuống chỉ một chút nữa thôi là anh lăn xuống dưới cái cầu thang cao kia anh đoạt nhoài người ra anh nhìn thấy bà ta đang đứng ở trong phòng nhìn anh vẫy vẫy tay từ biệt rồi cất lên tiếng cười ghê rợn lanh lạnh cánh cửa đóng sập lại tiếng cười cũng im bặt màn đêm bao phủ tất cả chỉ còn là ánh đèn đỏ heo hắt lọt qua từ khe cửa như cái lưỡi đỏ lòm lòm thẻ ra từ cái cuống học đen ngòm anh đạt anh anh đạt tiếng của chị lê vang lên anh đạt quay người lại thì nhận ra là chị lê và khánh đang hớt hải chạy đến cầu thang đỡ anh đạt đứng dậy anh có làm sao không sao lại lên đây rồi ngã ở đây em em với lê đang nói chuyện thì nghe tiếng anh hét mới chạy ra chị khánh lo lắng nói anh đạt lúc này còn sợ lắm mọi chuyện vừa xảy ra tựa hồ là điều kinh hoàng nhất mà từ bé đến giờ anh từng gặp anh lắc đầu rồi từ từ được hai chị dìu xuống dưới nhà ngồi cẩn thận xuống cái ghế sofa mà tim anh vẫn còn đập lên thình thịch chị lê hỏi dồn xem anh bị làm sao thế nhưng anh đạt cũng vội vàng lắc đầu phủ nhận nói là cái bóng đèn hư làm anh sợ quá cho nên ngã mà thôi tại sao lúc này anh lại nói dối như vậy bởi vì anh không muốn hai người lo âu đặc biệt là chị lê trải qua những chuyện này nếu như là chị lê có khi bây giờ chị cũng đã sợ đến hết hồn hết vía chứ làm sao mà chạy được chỉ là lời nói dối của anh cũng chẳng thể qua mắt được chị lê yêu nhau từng ấy năm chưa bao giờ thấy anh sợ như vậy Chị Lê cũng biết ngay anh Đạt đã gặp phải thứ gì. Chị đưa mắt nhìn lên cầu thang. Ở trên tầng, bao phủ một màu đen, yên ắng và lạnh lẽo hoang vu, không có lấy một tiếng động. Bên ngoài sấm chớp vẫn rền vang, trời mưa như chút nước. Ba ngồi, người ngồi im thiên thít, không ai nói câu gì. Trong đầu họ, mỗi người theo dõi một suy nghĩ. Tất cả như hướng vào một điều. Họ đã biết trong căn nhà này họ không phải là người duy nhất hay nói đúng hơn họ không phải là tồn tại duy nhất âm thanh oi tai nhức óc phát ra từ trong phòng ngủ tựa như có thứ gì đang kéo lê dưới sàn gỗ loạt xoạt tiếng bánh xe lăn ở dưới nền nhà một cái bóng đen to lớn đang từ từ đi lại phía ba người đang ngồi anh đạt chị lê và khả khánh ngồi chết chân nín thở chờ đợi cái thứ đang lù lù trong bóng tối kia lúc cái bóng đen đó đặt một bàn chân ra ngoài sáng cũng là lúc trong đầu ba người đồng loạt ý nghĩ Chết mẹ rồi Là gì Phượng Trên người vẫn mặc cái áo tà đỏ Tóc che phủ cả khuôn mặt Một tay bế một cái bọc vải Quấn nhiều lớp khăn chồng vào lẫn nhau Ở đó Phát ra tiếng ọ ẹ của đứa con nít Cánh tay còn lại Từng ngón tay kéo dài sỏ qua Nắm lấy cái vali của ba người Tạo thành một cái ụ lớn Có cái đứng Có cái nằm bẹp có cái bị kéo lê kèn kẹt, kẹt ở dưới sàn nhà chúng mày hôn hồn thì cút ra khỏi nhà tao cút ra nếu không tao sẽ cho con tao ăn thịt hết chúng mày con tao đói lắm đói lắm con tao hát sữa lắm chúc mày có sữa cho con tao không có không <laughs> anh đạt há hốc mồm chị khánh té ngửa bò giật lồi ra đằng sau còn chị Lê thì đã ngất xỉu từ bao giờ Chị Khánh lồm cồm bò dậy Hai người tỉnh bế một người ngất xỉu Bỏ Lê bỏ toài mới ra được cửa chính Xin con bé này Mày sẽ chết Mày chết Đổ hỗn láo Từ khi bước chân vào nhà này Mày cứ bô bô Tao sẽ bắt mày chết theo tụi tao để rửa đít cho con tao <laughs> Bà ta bây giờ chỉ còn cách hai mấy người năm sáu thước Nhưng cánh tay của con quỷ kéo dài đủ để chộp thẳng lên chân của chị Khánh Chị Khánh có bấu víu, có nải nỉ, có van xin cỡ nào Bàn tay đang được anh Đạt ghì chặt nhưng vẫn bị nó kéo văng đi những tiếng rầm rầm vang lên cánh cửa chính bung chốt miếng kim loại văng mạnh bay vỡ cả miếng kính cửa sổ gian bếp cánh cửa nặng nề bị gió thổi hất tung đập vào nhau côm cốp gió lốc kèm mưa lớn ở bên ngoài quấn theo lá khô bay vào bên trong xào xạc cơ thể của cả ba người như bị ai đó kéo tụt về phía cánh cửa cánh tay của con quỷ như bị thứ gì đó đập mạnh hụt hẫng trong miệng của nó rít lên gào thét thằng chết đường chết trái mày dám phá chuyện của tao mày nghĩ mày đọ được với tao sao mày nghĩ mày đọ được với tao sao con quỷ nhấc người bay lên trực vồ như đánh nhau với một ai đó một mũi tên được quấn bằng một sợi chỉ đỏ bay sượt qua tai của anh đạt nhắm hướng con quỷ xé gió lao đến cắm phập ở tim nó bà ta ré lên đau đớn rồi tan biến thành một màn sương mờ ảo để lại mũi tên ghim sâu ở trên tường đuôi tõe ra làm hai anh đạt ngoái đầu lại nhìn dưới làn nước mưa như chút hòa thẫm bóng người cao to như hộ pháp trên người mặc một bộ áo mưa trùm kín tay cầm một cái nỏ săn thú đang bước từng bước đến chậm rãi đôi ủng cao nện xuống nền gỗ côm cốt, đi nhanh ra khỏi đây Theo tao Nếu chúng bày không muốn chết Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên Ông ta cúi xuống vác chị Lê trên vai Ô, Ông, ông à, hả ai? Tại, bụng, buộc người yêu tôi ra Anh Đạt lồm cồm tóm lấy chân người đàn ông Nhưng ông ta quay lại Đấm một phát đau đến vào mặt anh Đạt Để nhắc nhở rằng Ông ta vừa cứu mọi người Bây giờ không nhanh lên Còn yêu với trả đương gì Mày còn nói nữa Tao bỏ mặc xác chúng mày ở lại cho con quỷ muôn làm gì thì làm đó Lúc đấy tao chỉ bắn tên dọa nó thôi Chứ cũng chẳng làm gì được nó đâu Khôn hồn thì nhanh cái chân lên Nó mà quay trở lại là chết cả lút Anh Đạt đưa tay lên bộ miệng Phun ra cái răng vừa bị gãy Chân răng vẫn còn dính tí nếu đợt Máu đỏ thẫm chảy ra Anh ghìm cơn đau kéo chị Khánh Cả hai dắt díu nhau chạy theo người đàn ông. Con quỷ vẫn chưa chịu buông tha cho bọn họ, trong khoảnh khắc nó bay vụt ra sân, gương mặt vặn vẹo giận dữ, máu trên gương mặt trắng toát từ từ loang đỏ, mái tóc dài bay phất phới. Con quỷ vươn bàn tay đầy móng sắc nhọn, trực chờ chỉ cần ai chậm chân sẽ bị nó chộp lấy lôi ngược vào bên trong. Nhưng khi con quỷ đó bay đến cánh cổng, tựa hồ nó bị một thứ gì chặn lại. Nó bật ngược ra ré lên như là heo bị chọc tiết Rồi lùi ngược vào trong nhà Hai cánh cửa gỗ đập vào nhau kình kịch Chốt cửa phát ra âm thanh chói tai Bị khóa trái từ bên trong Giọng nói rền vang Vọng đi vọng lại Lão già chết tiệt Dám phá chuyện của ta Nhớ đó Một ngày nào đó Tao sẽ lấy mạng của mày Tao sẽ lấy mạng của mày Ông lão không nói không rằng Coi như không nghe thấy tiếng của con quỷ cái đang gào thét Trời rủa. Ông ta chuyển chị Lê cho anh Đạt Cả bốn người đi theo con đường mòn Dẫn vào đằng sau ngọn đồi Dưới dòng nước như thác đổ Nước dưới chân Quận lại thành dòng suối nhỏ Xa xa Ngôi nhà gỗ từ từ hiện ra Căn nhà có ống khói tròn đang tỏa ra khói trắng nhen nhóm người đàn ông bước vào trong nhà anh đạt chị khánh kẻ bồng người bế chị lê khó khăn lắm mới đuổi theo được ba người dính đầy bùn đất men theo bước lom khom qua từng gốc cà phê đi vào bên trong căn nhà bầy biện đơn sơ chỉ có cái rừng tre đặt cạnh bếp lửa đang bập bồm cháy Đặt chị lên nằm xuống Ánh mắt lê khắp từng góc Tìm kiếm người đàn ông kia đã mất hút Cái nỏ được ông ta máng ở trên vách Vẫn còn lắc qua lắc lại Một cánh cửa tôn Không cửa gỗ được ông kéo qua đặt một bên Ánh sáng từ bếp hắt lên mặt của ông ta Hiện lên là một người đàn ông Khuôn mặt già nua nhăn nheo Độ 60 tuổi Tóc đã điểm muối tiêu Khuôn mặt rỗ da ngăm đen còn có một vết sẹo dài chạy từ đỉnh đầu qua hai mí của một mắt đã hỏng dừng lại ở giữa má đôi bàn tay đầy lông lá cầm một cái chăn và hai bộ đồ nữ ném vào mặt của anh đạt cất giọng khàn khàn từ đôi môi giày thâm tím bé con bé vào bên trong buồng mà nằm đồ của vợ tao đó thay cho nó xong ông ta tiến đến bếp vơ tạm vài thanh gỗ rúi vào trong đống lửa để cho ngọn lửa bùng lên lốp bốp. Anh đặt bế chị Lê vào buồng để chị Khánh thay đồ cho. Anh bước ra ngoài ngồi xuống bên cạnh ông lão, tay hơ vào lò lửa, cất giọng run run. Con, con cảm ơn bác đã cứu chúng con. Không có bác thì không biết là chúng con có toàn mạng ra khỏi nhà đó hay không. Không phải cảm ơn. Người nên cảm ơn là cái vong đã đập cửa nhà tao lúc nửa đêm. Nhờ tao ra cứu tụi bay. Ông vừa nói, vừa nhấc cây ấm đặt lên cái kiềng sắt ba chân đầy nhỏ đen vọng vòng nào nữa hả ông anh đạt hỏi bằng giọng khó hiểu Thầy ạ, à, có cái vòng nam chạc tuổi cỡ tuổi bầy đó vật lộn với con quỷ tao mới kéo tụi bây ra khỏi được chứ. chứ dễ gì nó cho tụi bây đi như thế ông ta ném vài lá chè vào ấm nước anh đạt lờ mờ nhận ra có lẽ là anh hưng đã hiện về nhờ người đàn ông này giúp bọn họ và đánh nhau với dì Phượng để giành giật chị Khánh ra khỏi bàn tay của bà ta. Hèn gì trong lúc điên tiết, con mụ có nói là thằng chết đường chết bội. Anh nghe cứ tưởng là ông già, đến bây giờ mới tỏ. Mà tụi bay là ai? Chán sống rồi hay sao? Mà dĩ thân vô cái nhà quỷ ám đó. Dân ở đây người ta thấy người ta chạy mất dép. Làm sao mà lại cả đám rúc vào đó vậy? ông ta quay sang hỏi anh đạt dạ con, con là cháu của ông hai thông chủ của nhà ấy anh đạt run rôn, đón ly trẻ nóng người đàn ông nghe anh đạt nhắc đến cái tên hai thông liền trống mắt tay sững lại mày nói cái gì mày mày là cháu ruột của hai thông <laughs> ông lão cười khẳng khặc vỗ đùi đen đét Hèn chi bay bị con phượng nó nhát hết lần này đến lần khác. Cái gì? Ông ông biết gì phượng? Sao ông biết nhà này có ma? Thấy tụi con vào mà ông không ông không cảnh báo. Anh đạt nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Bao làm gì? Phiền. Đợi tao lo chuyện bao đồng đủ rồi. Lo chuyện bao đồng nhiều, cho nên mới thành độc nhãn đây này. Ai? À ông đưa tay chỉ lên con mắt đã bị hỏng của mình ánh mắt màu trắng đục còn mày hỏi tao lúc gặp mày lúc nào hả gặp cái bữa tao lên dãy cỏ trên mả của nó lúc băng rào về nhìn thấy mày với con nhỏ người yêu đó thêm cả thằng Hòa vô nhà đó tao lấy cái que sắt chọt chọt vào đống lửa ở bên kia có tiếng lép ba lép bép Vang lên À ra là vậy Tính ra Là nhang khói ở trên mộ của dì Phượng Là do ông thắp Mà cho con hỏi Ông tên là gì ạ à? Anh Đạt gãi gãi đầu hai à, còn gì nữa Là tao thắp Chứ mày nghĩ con Phượng Nó thỏ tay từ dưới đất lên tự thắp nhang mà ngới hả Tao tên là Bá Nhưng à, mọi người gọi tao là Bá Điên Hay là Bá Mặt sẹo. Lão nhổ một bãi nước bọt trên sàn nhà Mà tụi bay ngu lắm Biết là nhà có ma mà không chạy đi Lại còn ở lì ở đó Ai, Tao cũng ngạc nhiên là sao tụi bay trụ được đến mấy ngày liền Ông bá gật gật đầu Miệng rít rít điếu thuốc Ông nói Cứ như là tụi con biết hết mọi chuyện trong nhà đó Anh Đạt có chút bực bội Mày không cần phải cái Mày không biết là căn nhà đó từng xảy ra chuyện gì nhưng tao biết Tao kể cho lý do mà nghe Sao con Phượng nó lại biến thành quỷ Là do ai Là do ông bác của mày đó Lão bá Bây giờ mới dơ mặt Phô ra vết sẹo dài Như ý là toàn bộ mọi chuyện Đều là do dòng họ của nhà anh Đạt gây ra Lúc này chị Lê đã tỉnh Cùng với chị Khánh bước ra Hai người mặc đồ của vợ lão rộng thùng thình Cũng tiến đến bên bếp lửa ngồi sưởi ấm anh Đạt sau khi hỏi thăm chị Lê Chị Lê lắc đầu Bảo đã bất tỉnh Chỉ sợ thôi Chứ không có làm sao hết Là vì nằm ở trong kia lạnh quá Cho nên ra đây sưởi cho ấm Tiện nghe chuyện luôn Muốn nghe đúng không? Được Vảnh tay lên mà nghe cho rõ Lý do tại sao căn nhà đó lại bị còn hai phượng nó hoa phá hóa quỷ nó phá nó phách nó không cho ai ở qua đêm cả đoạn ông bá búng điếu thuốc ra ngoài hên kết tạch giọng của ông trầm trầm kể lại mọi sự đã xảy ra trong căn nhà đó câu chuyện xoay quanh bác hai thông bà hai hiểm dì phượng và cả lão bá hưng cách đây mấy chục năm về trước tài họa xuất phát cũng là từ lòng đố kỵ của những người trong ngôi nhà đó ẩn dưới vẻ đẹp của ngôi biệt thự cổ là cái quá khứ nhơ nhúc của gia chủ để rồi nhận lại quả báo quả báo nặng nề đeo bám đến mức phải bỏ đi xứ người ở ngoài kia gió vẫn cứ rít lên từng hồi ghê sợ ở trong này ánh mắt của ông bá hưng cứ lóe lên từng tia vừa kinh hãi vừa căm hận chỉ có tiếng bếp lửa vẫn nổ lép ba lép bép chìm vào trong câu chuyện của những tháng ngày xưa cũ hết tập hai xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập 3 Với câu chuyện Vì sao Dì Phượng lại trở thành yêu ma quỷ quái như vậy